cọp đi rất là vui. Bữa nay tối nay ăn cơm chung với cọp. Wow, vào cọp Tư rất là vui, cọp chịu đi sửa mũi chung với Tư. Bà Tư nhìn thấy mũi cọp béo, mũi Tư thì không béo nhưng mà không được cao bằng cọp. Cọp đang nói chuyện đó chị cho quay video á. Cọp thấy năm mới đi sửa mũi đẹp không cả? À, năm định đi làm thêm hai cái đồng tiền đó. Xong rồi năm định đi sửa mắt. Cảm ơn. Ở làm cái mắt đẹp hết Tư. Còn cả nói vậy cầu. Nói gì? Nói gì cọp kìa. Nói chưa mới nói năm đẹp. Oh no no. Anh nói là chú Khánh sẽ đi skydiving. Mà chỉ cần một cô gái đẹp ôm chúng anh là được rồi. Tao ôm. Đi giống nhẹ.